Omega, bổ hơn đông trùng hạ thảo. Omega là vị thuốc quý trong đông y, chữa trị sỏi thận rất hiệu quả. Rất nhiều bạn trẻ thích ăn Omega nhưng lại không biết trong Omega còn có báu vật. Trong quá trình làm gà, bên trong Omega có một lớp vỏ màu vàng phải lột ra, mà chính cái lớp này lại là báu vật, đừng vội vứt đi. Lớp này được gọi là màng Omega hay kê nội kim. Người xưa đều biết rằng nó có công dụng hỗ trợ tốt cho việc tiêu hóa. Thực ra, công dụng mà màng Omega không chỉ đơn giản là giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa. Nó là một vị thuốc đông y, cũng là sản phẩm bảo vệ sức khỏe thường ngày rất tốt. Hơn nữa, lại có rất nhiều tác dụng mà trong mỗi nhà nên chuẩn bị sẵn. Chỉ cần nghe cái tên kê nội kim là đã biết người xưa coi trọng nó đến mức nào. Coi nó là hoàng kim, vàng trong toàn bộ cơ thể con gà. Nó thực sự không hề hổ danh với cái tên rất đẹp này. 1. Kê nội kim là thuốc đặc hiệu cho điều trị tích thực. Gà là động vật ăn tạp, nó ăn ngũ cốc, cả hạt, ăn cả con trùng. Nhưng gà không có răng, ăn cái gì cũng đều là nuốt chửng. Toàn bộ đều do dạ dày tiêu hóa. Có thể thấy bộ phận tiêu hóa của gà rất khỏe mạnh, cho nên ăn gà rất bổ cho tỳ vị. Gà có hai phần dạ dày, thứ nhất là tiền vị, thứ hai là mề. Gà không có răng nên khi ăn đá sỏi, tất cả đều được chứa ở trong dèo của gà. Thông qua quá trình cọ xát của màng mề gà và đá sỏi, cuối cùng hoàn lại là những thức ăn đã được bào nghiền rất nhỏ. Màng mề gà tiêu hóa được những thức ăn cứng, cho nên nó rất có hiệu quả cho việc điều trị chứng tích thực, thức ăn tích tụ khó tiêu. 2. Màng mề gà có thể điều tiết tất cả các vấn đề về mật. Màng mề gà còn có tác dụng lớn hơn, đó là làm tan sỏi thận. Ngay cả đá cũng có thể mài mòn thì chắc chắn nó có công hiệu tiêu tan sỏi thận rất tốt. Giống như những bệnh nhân mắc bệnh sỏi ở mật, sỏi thận, sỏi ở bàng quang, thường xuyên ăn màng mề gà rất tốt cho việc trị liệu. Kê nội kim là vị thuốc không thể thiếu trong việc chữa trị chứng sỏi gan của đông y. Gan và mật là hai bộ phận thường chăm sóc lẫn nhau, và chỉ cần giữ có một lá gan và lá lết khỏe mạnh thì mới có điều kiện giải quyết các vấn đề về mật. Mà kê nội kim thông qua chính việc điều dưỡng gan và lá lết khỏe mạnh mới có thể cải thiện chức năng của mật. 3. Mùa xuân ăn màng mề gà bổ gan và lá lết. Thực chất người bình thường cũng có thể thi thoảng ăn một chút màng mề gà, có tác dụng tăng cường sức khỏe, tốt cho lá lết, dạ dày, điều hòa gan, còn có thể phòng ngừa sỏi thận. Màng mề gà đặc biệt hiệu quả trong việc làm mềm các vật thể, bao gồm thức ăn, sỏi thận, thậm chí cả một vài bộ phận mô cứng trong cơ thể, ví dụ như hạch do tuyến sữa tạo nên, u bướu, sơ gan. Việc thường ăn màng mề gà có tác dụng rất tốt trong việc phòng tránh các loại bệnh nói trên. Vậy phải ăn như thế nào? Màng mề gà được mua tại tiệm thuốc đều đã được cắt nhỏ thành miếng. Nếu là do nhà tự làm thì có thể đem nghiền thành bột. Màng mề gà thực ra khó có thể nghiền nát, nó rất cứng, không thể ăn sống mà cần phải nấu cùng thức ăn để ăn với cơm. Lúc nấu cơm, bạn có thể bỏ một chút màng mề gà vào nấu cùng. Ví dụ bỏ vào nồi cháo nấu cho bữa sáng, hiện có máy xay nên sẽ thuận tiện hơn. Trong lúc xay cháo cho thêm một chút mề gà là được. Cần phải chú ý là màng mề gà không tan được trong nước mà nó sẽ chìm xuống đáy. Vì vậy, khi uống canh hay nấu cháo, cần phải múc từ dưới lên mới có thể thay nó. Với những người không có điều kiện nấu ăn ở nhà thì có thể dùng máy nghiền thuốc đông y và dùng thìa nhỏ, sau đó đựng vào bình. Mỗi ngày khi ăn cơm, lấy ra nửa thìa để ăn. Màng mề gà có tác dụng rất tốt cho gan và lá lết. Vì vậy, nếu bạn mỗi ngày không nhớ nấu đến nó, thì đến mùa xuân nên chịu khó ăn một chút. Vì mùa xuân là thời điểm thích hợp nhất để điều hòa gan và lá lết. 4. Chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Ăn màng mề gà hấp trứng. Gia đình có con nhỏ trong nhà nên có màng mề gà, thường xuyên cho trẻ ăn, bổ lá lết và có tác dụng tiêu hóa tốt, giúp cho trẻ ăn. Nếu nấu canh thì thường trẻ sẽ không ăn. Có thể hấp màng mề gà với trứng, không chỉ ngon mà còn đem lại hiệu quả tốt hơn trong việc bổ lá lết.
Trứng hấp rất dễ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già, trẻ nhỏ và những người dạ dày yếu. Cách hấp mề gà với trứng không khác với hấp trứng thông thường là mấy. Cách làm: 1. Đánh tan trứng, đánh càng đều càng tốt. 2. Cho vào trứng đã đánh một lượng cháo gấp đôi, thêm chút dầu vừng muối và một thìa màng mề gà. Cho nguyên liệu vào nồi, đun vừa lửa. Sau khi sôi nước, để chờ thêm 35 phút sau tắt bếp là xong. Dạ dày trẻ nhỏ còn non, những đồ mà trẻ em ngày nay ăn thường nhiều dinh dưỡng, khó tiêu hóa. Vì vậy, điều hòa khả năng tiêu hóa cho trẻ là một bài học cần thiết của các bậc phụ huynh tiêu hóa tốt. Trẻ hấp thu tốt mới lớn lên một cách rắn chắc, thông minh. Món ăn này cả nhà có thể cùng ăn. Trẻ em ăn thường xuyên vừa có tác dụng tốt cho tiêu hóa, vừa giảm tình trạng đái dầm. Nam giới ăn nhiều giảm mỡ gan, nữ giới ăn nhiều có tác dụng điều hòa kinh nguyệt, người già ăn nhiều có tác dụng phòng tránh đục thủy tinh thể. Màng mề gà giúp tiêu hóa thức ăn rất tốt, lại không hại dạ dày, thậm chí còn có tác dụng rất tốt trong việc điều hòa dạ dày, bệnh loét dạ dày. Màng mề gà thực sự rất tốt, không hổ danh hoàng kim, hơn nữa giá cả lại rất phải chăng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng của lá đầu không chữa đau dạ dày ít người biết. Từ xưa tới nay, lá trầu không chỉ được biết đến với tục ăn trầu câu, nét văn hóa truyền thống, mà nó còn là một vị thuốc dùng để chữa trị nhiều bệnh. Trong đó, dùng lá trầu không có thể trị đau dạ dày và làm giảm các triệu chứng bệnh hiệu quả mà không phải ai cũng biết. Dưới đây, các bạn cũng có thể tìm hiểu về công dụng chữa bệnh đau dạ dày của lá trà không và cách dùng lá trầu không chữa bệnh hiệu quả. Công dụng chữa bệnh đau dạ dày của lá trầu không: làm giảm các cơn đau dạ dày nhanh chóng. Lá trầu không có tác dụng làm dịu mát và giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Đó là nhờ trong lá trầu có chứa thành phần chính gồm nhiều chất oxy hóa, có tác dụng loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể và cân bằng nồng độ pH trong dạ dày. Bên cạnh đó, nó có khả năng chuyển hóa trong cơ thể và thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra dễ dàng hơn. Mỗi khi bị cơn đau dạ dày ập đến, bạn có thể lấy lá trầu không để nhai hoặc uống nước lá trầu không sẽ giúp làm giảm đau nhanh chóng. Lá trầu không loại bỏ tình trạng khó tiêu. Đau dạ dày thường gây ra tình trạng khó tiêu, bụng ì ạch do thức ăn không được tiêu hóa hết và lưu trữ trong dạ dày. Thông thường, khó tiêu đi kèm với triệu chứng đầy hơi, chướng bụng. Trong trường hợp này, bạn có thể tận dụng lá trầu không để khắc phục rất hiệu quả. Dùng lá trầu không có khả năng cải thiện khả năng chuyển hóa trong cơ thể, giúp kích thích sự tuần hoàn bên trong ruột để ruột hấp thu các khoáng chất và vitamin từ thức ăn tốt hơn. Đồng thời, các chất thải bên trong ruột sẽ dễ dàng được loại bỏ nhờ công dụng kích thích đối với cơ vòng của lá trầu không. Lá trầu không giúp làm giảm và hạn chế các cơn đau do đầy hơi. Đầy hơi kèm theo các triệu chứng đau ngực, ợ nóng, khó nuốt, nôn là những biểu hiện của bệnh trào ngược thực quản dạ dày, gây cho người bệnh cảm giác khó chịu. Khi đó, dùng lá trầu không sẽ là một vị thuốc giúp kiểm soát bệnh và làm giảm các triệu chứng một cách nhanh chóng mà vô cùng đơn giản, hoàn toàn. Lá trầu không có chứa các chất giúp bảo vệ dạ dày tá tràng khỏi sự tấn công của các chất độc hại và tác nhân gây bệnh. Loại bỏ các gốc tự do gây hại, cân bằng lượng axit trong dạ dày. Từ đó, giúp làm giảm triệu chứng bệnh hiệu quả. Tính chất từ lá trầu không sẽ kích thích quá trình co thắt và giãn nở của cơ vòng để đẩy khí ga ra ngoài, ngăn chặn tình trạng trào ngược axit dạ dày lên thực quản. Nhờ đó sẽ giúp làm dịu các cơn đau và khắc phục tình trạng bị đầy hơi khó chịu. Lá trầu không chữa táo bón. Dùng lá trầu không để chữa táo bón rất đơn giản mà hiệu quả cao, áp dụng cho cả trường hợp người lớn và trẻ em. Nhờ có chứa nhiều chất chống oxy hóa, lá trầu không giúp loại bỏ các tác nhân gây hại dạ dày và khôi phục độ pH bình thường trong dạ dày, kích thích tiêu hóa để ngăn ngừa táo bón hiệu quả.
Cách dùng lá đậu không chữa táo bón rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy lá đậu không rửa thật sạch, dùng để nhai nuốt lấy nước, nhả bã, dùng khi bụng đang đói. Hoặc bạn giã nát lá đậu không, đổ nước đun sôi để nguội vào đĩa qua đêm. Sáng hôm sau chắc lấy nước này để uống, khi bụng đói sẽ giúp cải thiện rõ rệt tình trạng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Quý ông 50 hay 20 tuổi muốn mạnh mẽ đều nên ăn món này. Brightside đưa ra một danh sách các thực phẩm mà nam giới dù ở bất cứ độ tuổi nào cũng cần phải đưa vào chế độ ăn uống nếu họ muốn chinh phục trái tim người phụ nữ mình yêu. Chế độ ăn uống phù hợp không chỉ giúp bạn khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần mà còn giúp cân bằng nội tiết tố trong cơ thể. Nhiều loại thực phẩm có thể làm tăng lượng testosterone, một loại hormone sinh dục nam, từ đó làm cho đàn ông hấp dẫn hơn với phụ nữ. 1. Thịt. Các chuyên gia dinh dưỡng hiện vẫn tranh cãi về việc thịt có lợi hay có hại cho cơ thể. Nhưng một điều rõ ràng là ăn thịt làm tăng lượng testosterone nội sinh. Đặc biệt, nếu bạn ăn thịt với hàm lượng chất béo tối thiểu và không ăn liên tục mỗi ngày. 2. Hải sản. Tôm hùm, cua và các động vật có nguồn gốc từ biển ngày càng trở thành những món ăn quen thuộc trong bữa ăn của con người. Ngoài việc giúp thay đổi khẩu vị, các thực phẩm này còn chứa các chất giúp tăng cường testosterone. Tuy nhiên, nếu hấp thụ một lượng lớn các hóa chất này có thể gây tác dụng phụ không tốt cho cơ thể. Vì vậy, không nên ăn hải sản vô tội vạ. 3. Trứng. Trứng là một loại thực phẩm rất giàu vitamin D, giúp duy trì mức testosterone bình thường trong máu. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mỗi ngày chỉ nên ăn một quả trứng, không nên ăn nhiều hơn nếu bạn có lượng cholesterol cao, vì lòng đỏ trứng là nguyên nhân làm tăng mỡ máu. 4. Dưa hấu. Dưa hấu giúp cải thiện quá trình lưu thông máu, có tác dụng tích cực lên tim mạch và giúp điều chỉnh mức cholesterol. Nó có thể được cho vào salad, chế biến thành kem trái cây, ăn như một bữa ăn nhẹ với phô mát, hay đơn giản là thái miếng và ăn trực tiếp. Vấn đề duy nhất là không nên ăn quá nhiều. 5. Súp lơ. Súp lơ xanh có thể giảm lượng estrogen, hormone sinh dục nữ trong cơ thể, đồng thời tăng cường mức testosterone, hormone sinh dục nam. Vì vậy, hãy luôn bổ sung súp lơ vào khẩu phần ăn hàng ngày của bạn. 6. Mật ong. Mật ong là một sản phẩm tuyệt vời với tăng cường khả năng miễn dịch. Thêm một thìa mật ong vào mỗi bữa ăn hàng ngày sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Bạn có thể uống nó với trà, nước trái cây hoặc các loại bánh và mứt. 7. Tỏi. Tỏi trong thành phần hóa học có chứa một hoạt chất giúp giảm stress và các chất chống oxy hóa, có tác dụng ngăn ngừa ung thư và các bệnh tim mạch. Tỏi có thể được thêm vào hầu hết các món ăn như một loại gia vị gây kích thích vị giác và đem lại cảm giác ngon miệng. 8. Nho. Các thành phần chứa trong nho có thể làm chậm quá trình lão hóa và làm tăng hoạt tính của tinh trùng. Vì vậy, để làm tăng lượng testosterone trong cơ thể, hãy ăn nho mỗi ngày. 9. Đậu. Tất cả các loại đậu đều giàu vitamin D cũng như chất đạm. Chúng có thể góp mặt trong các món súp, salad, món chiên hoặc như một món ăn độc lập. Nó không chỉ giúp duy trì mức testosterone mà còn thực sự giúp cho hệ tim mạch được khỏe mạnh. 10. Hàu. Hàu được đề cập riêng biệt với hải sản vì chúng chứa một lượng lớn khoáng chất và các yếu tố quan trọng khác, giúp nâng cao sức khỏe con người và đặc biệt có lợi cho nam giới. Trước khi ăn, bạn nên vắt thêm nước chanh và rắc một ít muối. Điều này sẽ giúp cơ thể dễ hấp thu dưỡng chất hơn. 11. Sữa. Sữa có đầy đủ các vitamin giúp cơ bắp phát triển hài hòa. Nó cũng chứa canxi và vitamin D, làm tăng cường hệ xương khớp, làm tăng mức testosterone của nam giới. Có nhiều loại sữa nhưng tốt hơn hết là nên uống sữa với lượng chất béo thấp và lượng vitamin D tối đa. C.
xem tỷ lệ phần trăm các chất này in trên nhãn mác. 12. Cá ngừ. Cá ngừ cũng rất giàu vitamin D, đồng thời nó chứa ít calo nên không lo béo phì và rất tốt cho tim mạch. Nó có thể được chế biến cùng với các thực phẩm khác hoặc đơn giản là ăn trực tiếp sau khi lấy ra khỏi hộp. Tuy nhiên, bạn không nên ăn nó thường xuyên. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Trị rụng tóc bằng nha đam, giúp tóc chắc khỏe ngay tại nhà. Rụng tóc thì không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng lại gây tâm lý thiếu tự tin, ngại giao tiếp của người bệnh với bề ngoài. Tuy nhiên, ít ai biết được bí quyết trị rụng tóc bằng nha đam, chỉ cần kiên trì. Kết quả mang lại khiến bạn hoàn toàn bất ngờ. Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách trị rụng tóc bằng nha đam. Tác dụng trị rụng tóc của nha đam. Theo truyền thuyết Ai Cập, nữ hoàng Cleopatra đã sử dụng nha đam để tạo ra một làn da mịn màng, tươi tắn. Còn đại đế Hy Lạp Alexandros đã dùng nha đam để chữa vết thương cho binh lính của mình trong những cuộc viễn chinh. Những dòng chữ tượng hình và những hình vẽ còn lưu lại trên những bức tường ở những đền đài Ai Cập cho thấy cây nha đam đã được biết đến và sử dụng cách đây hơn 3.000 năm. Nha đam có rất nhiều vitamin với hàm lượng cao. Hầu hết các loại vitamin đều có trừ vitamin D. Đặc biệt, hàm lượng vitamin A, D, carotin, C và E đều cao. Một hàm lượng nhỏ vitamin B1, B2, B3, B12. Các vitamin có tác dụng thúc đẩy các nang tóc phát triển nhanh chóng và khỏe mạnh. Axit salicylic có trong lá nha đam là một hợp chất tương tự aspirin. Nó có tác dụng chống viêm và kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa các bệnh về da đầu như viêm căng tóc, trị gầu hiệu quả. Chính vì vậy, nha đam không chỉ được dùng để trị rụng tóc mà còn giúp tóc mềm mượt khỏe mạnh, đồng thời ứng dụng làm đẹp da hiệu quả. Bí kíp trị rụng tóc bằng nha đam. Trị rụng tóc bằng nha đam và mật ong. Nha đam kết hợp với mật ong là cách trị rụng tóc được nhiều người áp dụng bởi tác dụng kép, ngăn rụng tóc và trị tóc sơ rối, gãy rụng. Cách trị rụng tóc bằng nha đam và mật ong được thực hiện như sau. Dùng dao tách đôi lá nha đam để lấy thịt nha đam, sau đó ép lấy nước cốt nha đam. Trộn đều nước nha đam với 2 thìa mật ong nguyên chất. Sau khi gội đầu và làm khô tóc, bạn dùng hỗn hợp nước ép nha đam và mật ong thoa đều lên da đầu và cả tóc. Massage da đầu nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm đều. Sau khoảng 20 phút thì gội lại bằng nước lạnh. Thực hiện 2-3 lần mỗi tuần để đạt hiệu quả tốt nhất. Dùng gel nha đam trị rụng tóc. Các nhà khoa học cho biết, gel nha đam tươi khi chà lên da đầu có tác dụng kích thích về mặt sinh học, giúp tóc mới màu phát triển. Do đó, nhiều người đã dùng gel nha đam nguyên chất để chữa rụng tóc tại nhà. Bạn lựa chọn một lá nha đam thật to, rửa sạch, dọc hai bên lá rồi lấy thìa cạo lớp gel nha đam bên trong, bôi lên vùng da đầu bị hói. Để một lúc cho khô rồi gội sạch. Bạn sử dụng thường xuyên từ 2-3 lần trên một tuần. Trong một thời gian sẽ cảm nhận được kết quả, bởi nó không chỉ giúp những vùng bị hói nhanh chóng mọc tóc lại mà còn giúp tóc khỏe mạnh, mượt mà hơn. Trị rụng tóc bằng nha đam và chanh. Chanh kết hợp với nha đam không chỉ trị rụng tóc hiệu quả mà còn có tác dụng làm sạch da đầu, ngăn ngừa gầu. Axit tự nhiên trong nước cốt chanh giúp diệt khuẩn kháng viêm, ngăn ngừa các bệnh về da. Cách thực hiện như sau. Tách bỏ lớp vỏ xanh rồi xay nhuyễn thịt nha đam và lọc lấy nước cốt. Trộn đều nước cốt nha đam với nước cốt của một quả chanh tươi. Sau khi gội đầu và làm khô tóc khi tóc còn độ ẩm, bạn hãy dùng hỗn hợp nước nha đam và nước cốt chanh thoa đều lên tóc và da đầu. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu đều vào nang tóc. Sau khoảng 15 phút thì gội lại bằng nước sạch. Thực hiện đều đặn 2-3 lần mỗi tuần để có hiệu quả tốt nhất. Trị rụng tóc bằng nha đam và dầu dừa. Nha đam và dầu dừa đều là hai nguyên liệu làm đẹp được nhiều chị em lựa chọn và sử dụng. Nha đam và dầu dừa cung cấp các dưỡng chất cho tóc,
giúp tóc mọc trở lại nhanh chóng khỏe mạnh, cung cấp độ ẩm cho tóc, giúp tóc không còn khô và xơ. Dùng gel nha đam trộn với một lượng dầu dừa vừa đủ. Sau khi gội đầu và làm khô tóc, bạn dùng hỗn hợp gel nha đam và dầu dừa massage tóc và da đầu. Sau khoảng 20 phút thì gội lại bằng nước ấm để loại bỏ dầu thừa. Thực hiện đều đặn 2 đến 3 lần mỗi tuần, tình trạng rụng tóc sẽ được giảm bớt đáng kể đấy. Trên đây là phương pháp tự nhiên giới thiệu tới bạn với hiệu quả một thời gian nhất định. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Kinh nghiệm chữa tóc rụng bằng cây sả. Em thấy có nhiều mẹ than thở bị gầu, rồi rụng tóc sau sinh quá. Sẵn có tí kinh nghiệm lận lưng, em chia sẻ công thức cách chữa rụng tóc bằng cây sả nhé. Công thức đơn giản chỉ gồm 50ml dầu ô liu mua ở siêu thị, lọ extra virgin là dùng được cho da và tóc. Một cây sả ngắn mua ở chợ, siêu thị. Vỏ bưởi, hạt vỏ cam chanh cắt nhỏ, chỉ lấy phần vỏ xanh thôi, không lấy vỏ trắng các mẹ nhé. Bưởi ở quê, họ hàng biếu nên yên tâm. Còn mẹ nào sợ phun thuốc thì có thể mua bột vỏ cam, chanh ở các shop nguyên liệu mỹ phẩm. Cách làm cũng rất dễ. Các mẹ chỉ cần bắt chảo nhỏ nhấc lên, cho dầu ô liu vào đun. Cắt xả thành những lát nhỏ cho vào dầu, đảo đều. Mẹ nào muốn tóc nhanh dài thì cho thêm vỏ bưởi cắt nhỏ, còn không thì thôi ạ. Đun tầm 10 phút thôi là được. Đợi dầu nguội rồi cho hỗn hợp vào lọ dùng dần ạ. Bảo quản. Dùng được vài tháng các mẹ ạ. Vì không có nước nên không cần bảo quản gì lít cứ cả. Để nhiệt độ phòng là được, chẳng cần cho vào tủ lạnh luôn vì nó là dầu mà. Cách chữa hết gầu bằng cây sả. Mỗi lần các mẹ cho vài giọt dầu ra tay, xoa xoa làm ấm rồi massage khắp da đầu, có thể ủ lại càng tốt ạ. Sau khoảng 20 đến 30 phút thì gội và xả bình thường. Các mẹ đừng lo gội sẽ lấy đi lớp dưỡng chất đó. Thời gian 20 phút là đủ để dầu thấm vào gốc tóc rồi ạ. Nếu không gội có thể làm da đầu bị nhờn, tóc bết khó chịu. Tác dụng của cây sả. Sả có tác dụng diệt khuẩn, trị gầu, giảm ngứa rất tốt. Dầu ô liu có tác dụng nuôi dưỡng gốc tóc nên tóc sẽ mọc khỏe, dày. Vỏ bưởi thì quá nổi tiếng về công dụng kích thích mọc tóc rồi nên em không nói thêm nữa. Công thức thì có thế thôi nhưng rất hiệu quả các mẹ nhé. Em đã làm thử và vẫn đang duy trì ạ. Tóc chẳng những hết hẳn gầu, hết rụng tóc mà trộm vía, tóc mọc dài hơn trước nữa. Mẹ nào áp dụng thì fanpage hiệu quả cho em với nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Em đau khớp kinh khủng, đẻ xong lại càng đau. Thế mà uống cực lực có 2 ngày nước cà tím thôi, vỡ òa sung sướng luôn các chị à. Chả là em bị đau khớp từ lâu rồi, những lúc bình thường không sao, đến tháng trước tự nhiên đau dữ dội luôn, nhất là ở vùng gối và mắt cá chân, làm em đi đứng khổ sở vô cùng. Ai cũng bảo em còn trẻ tuổi mà đã mắc bệnh này, còn bác sĩ thì nói có thể là do di truyền. Vì ở nhà bà ngoại và mẹ của em cũng thuốc thang xương khớp cả mấy chục năm nay rồi. Em cũng uống thuốc đông, tây y đủ cả mà chưa thấy ăn thua gì. Có lúc liên thiên nằm ướt, giá như giờ có cách nào điều trị được bệnh này nhanh chóng thì cả nhà em phải ăn mừng mất. Và đúng là ăn mừng thật các mẹ ạ. Em vô tình đọc được cách chữa khớp từ cà tím và vấn đề cũng chính thức được giải quyết từ đây. Chính nước cà tím đã giúp em và sau đó là mẹ và bà ngoại thoát khỏi những cơn đau viêm khớp hành hạ. Và điều tuyệt vời nhất là vừa có thể uống, vừa sử dụng nước này để thoa lên ngòi da. Sau khoảng 2 ngày là kết quả rồi đấy. Ai người thân đang bị đau khớp thì thử xem nha. Cách làm rất đơn giản.
Hãy chuẩn bị một quả cà tím cỡ vừa, 1 lít nước. Trước tiên bạn rửa cà tím và thái thành từng khúc mỏng. Đun sôi 1 lít nước, cho cà tím vào nồi nước vừa đun. Đậy nắp lại, đun tiếp đến khi sôi lại khoảng 2 phút thì tắt bếp. Ngâm cà tím trong nồi nước sôi cho đến khi nước nguội hoàn toàn. Cuối cùng, lọc bỏ phần xác cà tím và chắc lấy phần nước là xong. Bạn cho 3/4 hỗn hợp thu được vào chai thủy tinh, rồi bảo quản trong tủ lạnh. Ước lượng để chia số nước này ra làm 3 bữa, mỗi bữa 250ml. Uống vào 3 bữa, sáng, trưa, tối khi bụng đói hoàn toàn nhé. Tốt nhất là uống trước khi ăn khoảng 30 phút. 1/4 số nước còn lại dùng để chế biến thành thuốc, thoa bên ngoài da. Hãy trộn hỗn hợp này với 50ml dầu ô liu và khuấy đều. Sau đó, bảo quản trong tủ lạnh và dùng mỗi đêm trước khi đi ngủ. Chỉ cần thoa một lớp mỏng lên chỗ đau và dùng băng gạc quấn lại để giữ ấm. Việc kết hợp cả uống và bôi ngoài da sẽ cho bạn kết quả khả quan chỉ sau vài ngày áp dụng. Nếu các mẹ cứ kiên trì, cơn đau khớp không chỉ đỡ mà còn có thể sẽ biến mất vĩnh viễn. Trong quá trình sử dụng nước cà tím chữa bệnh, chị em vẫn có thể kết hợp với các thuốc đông tây y mình đang uống. Cẩn thận hơn, các mẹ hỏi ý kiến bác sĩ xem có được không nhé. Viêm khớp là bệnh phổ biến ngày nay, nó có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là đối với người tuổi càng cao thì càng dễ gặp. Bản chất của vấn đề chính là phần sụn bao bọc, các đầu xương của khớp không được khỏe mạnh, bị viêm xương. Nếu như bình thường, sụn khỏe mạnh thì các khớp xương sẽ trượt qua nhau bình thường, giúp cho quá trình sinh hoạt bình thường. Nhưng khi bị viêm xương khớp thì các sụn bị vỡ và mòn đi. Khi cử động sẽ làm cho các xương khớp sụn cọ sát vào nhau, gây nên viêm, sưng, đau nhức và làm mất khả năng cử động của khớp. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cọt sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan, quê gốc Đồng Nai, lại ứa nước mắt, thương thay cho mẹ. Chỉ có điều, mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo, mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm, bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu, nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt. Nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mất cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội. Nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi, đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng.
mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản: chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tặng nhà chỉ cho bà nhé. 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô. Đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều. Để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó, tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng. Sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết, trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bự bưởi có những phytochemical ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiêng tỳ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết càng khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plant for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hàn khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Rợn người, chỉ cần ăn một miếng những món này tương đương với nuốt 6.000 con vi khuẩn vào bụng mình. Quá rợn người luôn khi biết những món ăn chỉ cần ăn một miếng là nuốt hơn 6.000 con trùng vào trong miệng,
thực sự gây sự. Trước đây, khi y học chưa phát triển, trong xã hội thường xuyên xuất hiện nhiều căn bệnh lạ. Vốn dĩ là một người khỏe mạnh, đùng một cái bị đau đầu đến phát điên, thậm chí còn tử vong. Những dấu hiệu này là do bệnh từ miệng mà ra. Những người mắc bệnh thường ăn những đồ ăn chưa được làm sạch nên mới gây ra tình trạng như vậy. Có những món ăn chỉ cần ăn một miếng là đã có hàng trăm hàng nghìn con ký sinh trùng chui vào cơ thể. Nếu không kiểm tra kịp thời sẽ gây nên hậu quả vô cùng đáng sợ. Sau đây là 6 món ăn rất dễ ẩn chứa nhiều ký sinh trùng. Khi ăn chúng ta nên để ý cẩn thận. 1. Ốc bươu vàng. Ốc bươu vàng có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Đến nay, có một số nơi đã bán món ăn làm từ thịt ốc. Nhưng trong món ăn khoái khẩu này lại chứa rất nhiều ký sinh trùng. Trong một con ốc có đến 3.000 đến 6.000 con ký sinh trùng. Mùa hè là mùa phát bệnh từ các con trùng này. Vì vậy, nếu chúng ta ăn ốc thì nhất định phải nấu thật chín rồi mới ăn. 2. Lương. Lương không chỉ là loài động vật có nguồn gốc từ thiên nhiên mà còn được con người nhân giống. Nhưng dù là thiên nhiên hay nhân giống thì khi để dưới kính hiển vi đều có thể thấy dấu vết của những con giun đầu gai. Khi những con giun này đi vào cơ thể, nó sẽ tác oai làm tổ trong cơ thể người giống như con ruồi không đầu. Cũng sẽ leo lên mắt khiến chúng ta bị mù mắt. Chúng sẽ chui lên não sẽ khiến con người bị mất mạng. Phương pháp tốt nhất để đối phó với chúng là nấu thật chín thịt để khiến những con giun này chết hẳn. 3. Tôm. Thật ra không chỉ có tôm mà những loại động vật giáp xác đều có thể ẩn trùng sán lá phổi. Nếu chúng ta chiên, rang, ướp đều không thể giết chết hết con trùng được. Vì vậy, khi ăn, chúng ta bắt buộc phải nấu chín toàn bộ. Hơn nữa, phải tách phần đầu bởi đó là bộ phận có nhiều ký sinh trùng ẩn náu nhất. 4. Thịt bò tái. Rất nhiều người chỉ thích ăn thịt bò chín khoảng 3 phần chứ không chín cả. Vì như vậy, ăn vào sẽ có cảm giác tươi ngon, nhưng theo đó sẽ có mùng vàng ký sinh trùng ẩn nấp bên trong. Nó có tên gọi là tinea. Sắc dày trưởng thành thường có màu trắng sữa. Con dài nhất thậm chí dài 4-8 mét. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, nếu muốn ăn thịt bò tái thì tốt nhất nên để nó chín đến 8-9 phần. 5. Lẩu thịt dê. Những loài động vật thuộc động vật có vú và thuộc họ nhà chim thì đều có khả năng bị nhiễm ký sinh trùng. Mà nguồn lây nhiễm chủ yếu của con người đến từ các món thịt mà chúng ta ăn hàng ngày. Nếu khi ăn lẩu, thịt chưa được nấu chín sẽ có khả năng nhiễm khuẩn rất cao. 6. Hạt dẻ nước. Nguyên nhân là hạt dẻ nước thuộc loại sinh vật sống trong nước nên rất dễ có ký sinh trùng bên trong. Nếu không rửa sạch mà trực tiếp ăn thì ký sinh trùng sẽ trực tiếp chui vào cơ thể chúng ta. Do các loại ký sinh trùng này tập trung chủ yếu trên vỏ hạt dẻ nên khi nấu chúng ta nhất định phải làm sạch vỏ bên ngoài, sau đó dùng nước nóng để bóc vỏ. Tuyệt đối không được dùng răng để lột vỏ. Đọc xong bài này, bạn có cảm thấy ghê sợ không? Trong bữa cơm hàng ngày, chúng ta nhất định phải chú ý đến môi trường và chú ý đến việc làm sạch món ăn. Ngoài ra, còn phải ăn những món ăn đã được nấu chín hoàn toàn. Như vậy, mới giảm thiểu được tỷ lệ bị nhiễm khuẩn từ ký sinh trùng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhi Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bọt và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.